quý vị và các bạn, xu hướng ăn sạch, sống xanh được nhiều người Việt hiện đại coi là chìa khóa vàng giúp bản thân và gia đình khỏe mạnh lâu dài, tránh được nhiều bệnh tật, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay. Tuy nhiên, làm thế nào để vận dụng đúng xu hướng đó và thực tế là điều không phải ai cũng biết. Chương trình Tiêu dùng thông minh ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý khán giả giải pháp để thực hiện xu hướng ăn sạch, sống xanh hiệu quả. Từ nhiều năm nay, chị Đỗ Hà vẫn thực hiện phương pháp ngâm thực phẩm như rau, củ quả, cá, thịt vào nước muối hoặc nước vo gạo trước khi chế biến vì cho rằng hành động này sẽ loại bỏ các chất độc hại giúp thực phẩm sạch hơn. Thì tôi cũng nghe mọi người truyền tay nhau là ngâm nước vo gạo với nước muối để loại bỏ các hóa chất trong thực phẩm. Thì ngâm xong thì cũng chưa biết thế nào, thế nhưng mà về cái tâm lý thì mình cũng đỡ lo lắng là cái sản phẩm mua bên ngoài về cũng được loại bỏ các hóa chất. Chị Đỗ Hà cũng như nhiều người khác có suy nghĩ ngâm nước muối sẽ loại bỏ phần nào hóa chất tồn dư trong thực phẩm, mà không biết rằng chính hành động đó khiến chất bẩn có thể thẩm thấu ngược lại vào thực phẩm. Nhưng mà thực sự ấy, là cái nước muối nó chỉ có tác dụng là loại bỏ các cái chất bẩn hoặc là các cái gọi là vi khuẩn thôi, chứ nó không có khả năng là loại bỏ các cái hóa chất, không có khả năng loại bỏ các cái gọi là chất dư của thuốc bảo vệ thực vật và cái chất bảo quản. Nên chính vì thế đôi khi là lạm dụng sử dụng cái nước muối đó thì nó có tác dụng là ngược lại, tức là khi mình sử dụng ấy mà cái nồng độ cái nước muối quá đậm đặc mà lại ngâm trong thời gian dài lâu thì nó làm cho thực phẩm, ví dụ rau chẳng hạn, thì bị héo quắt đi. Thế rồi đồng thời là các cái thực phẩm ấy, như thịt, cá các thứ ấy, thì nó lại tác dụng ngược trở lại, thẩm thấu ngược trở lại, như thế là bất lợi cho cái việc mà làm sạch thực phẩm. Cũng theo các chuyên gia, người tiêu dùng nên lưu ý lựa chọn những thực phẩm đảm bảo nguồn gốc ngay từ đầu, đồng thời sử dụng các sản phẩm từ nguyên liệu hữu cơ hay dược liệu có tính kháng sinh như bột sắn dây, bột nghệ, bột quế, chiết xuất lá đinh lăng, thanh hao hoa vàng trong ngâm rửa thực phẩm. Các nguyên liệu trong thiên nhiên ấy, thì nó rất đa dạng mà trong nó rất nhiều thành phần. Ví dụ như trong nghệ chẳng hạn thì có một thành phần rất quan trọng đó là curcumin. Ví dụ cumin là một cái hoạt chất mà tác dụng là diệt tế bào, đặc biệt là diệt và ngăn chặn phát triển cho tế bào ung thư rất là mạnh. Thế rồi trong kim ngân hoa, thế rồi trong quế, thì trong quế đặc biệt có thể tinh dầu xinion rất là cao. Mà tinh dầu có tác dụng thì sát trùng rất là tốt. Đinh lăng và cái thanh hao hoa vàng ấy thì nó cũng có rất nhiều hoạt chất, chủ yếu là các cái flavone, rồi anthocyan, rồi các cái alkaloid. Đặc biệt trong thanh hao hoa vàng thì có một chất là artemisinin, nó là một cái kháng sinh thực vật rất mạnh, nó diệt các ký sinh trùng. Cho nên chính vì thế khi sử dụng cái thảo dược như thế thì nó có tác dụng là cái gọi là kháng sinh thực vật. Do thị trường có nhiều loại sản phẩm ngâm rửa thực phẩm, nên chị Đỗ Hà đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu, lựa chọn cho gia đình sản phẩm chất lượng. Sau nhiều ngày tìm hiểu, chị đã quyết định sử dụng bột ngâm rửa thịt cá, rau củ HP102 của công ty cổ phần HP102 Việt Nam. Bột ngâm rửa thịt cá, rau củ HP102 là sản phẩm được sản xuất theo công nghệ sinh học từ các nguyên liệu hữu cơ kết hợp một số dược liệu có tính kháng sinh tự nhiên, không có chất bảo quản, an toàn với người dùng, đồng thời giúp làm sạch thực phẩm khi chế biến, giảm các ảnh hưởng có hại cho sức khỏe con người, tăng giá trị dinh dưỡng protein trong thực phẩm. Sản phẩm của công ty đã được cơ quan chức năng tại Mỹ kiểm định. Quá trình thử nghiệm cho thấy, sau khi ngâm với bột rửa rau củ thịt cá HP102, giá trị protein trong thịt lợn tăng từ 18,8 lên 20,1%. Hàm lượng protein trong rau tăng từ 1,85 lên 1,94%, trong khi đó hàm lượng độc tố natri giảm từ 402,08 xuống còn 312,2%. Thì cái bột ngâm rau củ quả thịt và cá và HP102 thì là hoàn toàn là tự nhiên, không có chất bảo quản, và đặc biệt khi sử dụng cái bột ngâm này thì hoàn toàn là đảm bảo là an toàn tuyệt đối, không ảnh hưởng đến người sử dụng, đồng thời làm sạch các cái thực phẩm bẩn và đồng thời là trả lại cái bản chất, cái nguyên vẹn ban đầu của cái thực phẩm đó, đồng thời là có thể hiện qua cái vai trò thứ nhất, đóng một vai trò rất quan trọng, đó là khi mà sử dụng cái bột ngâm rửa
vào cái thực phẩm đó thì tất cả cái nó thấm sâu vào bên trong các cái thực phẩm đó. Thì khi thấm sâu vào trong thực phẩm đó thì nó phân giải tất cả các cái chất bẩn mà ảnh hưởng đến cái thực phẩm, ví dụ như là các cái vi khuẩn. Ví dụ các cái thành phần đó, ví dụ như chất dư bảo quản về thực vật, rồi các cái chất bảo quản khác vân vân. Đặc biệt nó giúp là phân giải các cái kim loại nặng, và kim loại nặng ta biết nó rất độc hại, nó lẫn ở trong thực phẩm này. Thế ngoài ra nó làm giảm cái lượng natri ở trong cái thực phẩm đó, vì cái natri ấy, mà dư trong thực phẩm thì rất là có hại cho sức khỏe. Thứ nhất là nó giữ nước, nó ảnh hưởng đến quá trình là điều tiết của ảnh hưởng đến thận rất là nhiều. Thế ngoài ra khi sử dụng cái bột ngâm, các cái bột ngâm HP102 ấy, thì giúp cho gì, tăng cường cái giá trị dinh dưỡng protein ở trong cái thực phẩm đó, nó vẫn giữ nguyên được cái giá trị dinh dưỡng, nó không bị mất đi, đồng thời là giữ nguyên cái dạng protein mà rất tốt cho cơ thể mà chúng ta cần đưa vào để mà nâng cao sức khỏe cho con người chúng ta. Từ khi mình sử dụng bột rửa rau củ thịt cá của HP102 Việt Nam thì mình thấy rất an tâm trong quá trình chế biến thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Rau xanh thì mình ngâm khoảng 10 phút, rau củ thì mình ngâm 20 phút, còn đối với thịt và cá thì mình ngâm 30 phút, cũng rất là tiện lợi trong quá trình chế biến. Đồng thời thực phẩm sau khi mà ngâm thì mình ăn cũng thấy ngon hơn. Tính ra chi phí cũng rất là rẻ, chỉ khoảng từ 1.000 đến 3.000 là mình đã có thể loại bỏ nỗi lo là thực phẩm còn tồn dư hóa chất. Sau khi mà mình tìm hiểu về bột rửa rau củ thịt cá của HP102 Việt Nam thì mình cũng có tìm hiểu thêm các sản phẩm của công ty như là nước giặt, nước lau sàn, nước rửa bát, và mình cũng đã mua về sử dụng rất là tốt. Hiện nay, việc sử dụng thuốc hóa chất trong trồng trọt và chế biến thực phẩm khiến người dân Việt đang đứng trước những mối nguy hiểm nhiễm tồn dư hóa chất độc hại, không chỉ đến từ thực phẩm hàng ngày mà còn đến từ nguồn nước, môi trường xung quanh. Trước những mối nguy hiểm này, những đơn vị như công ty cổ phần HP102 Việt Nam đã hướng tới sản xuất những sản phẩm xanh, an toàn cho người sử dụng và bảo vệ môi trường. Ngoài sản phẩm bột rửa thịt cá rau củ, công ty cổ phần HP102 Việt Nam còn nghiên cứu và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường như nước rửa chén hữu cơ, nước lau sàn hữu cơ, nước tẩy bồn cầu hữu cơ, nước giặt hữu cơ cho trẻ. Những sản phẩm tẩy rửa của công ty đều được làm từ công nghệ vi sinh tân tiến, sản xuất bằng các dung môi lên men của thực vật và các vị thảo dược làm đặc từ tinh bột biến tính, mùi và màu được tạo nên bởi tinh dầu thực vật, dùng muối khoáng để trung hòa và điều chỉnh độ pH phù hợp. Với hoạt động dựa trên cơ chế lên men vi sinh, các sản phẩm tẩy rửa sẽ làm bong các chất bẩn, dầu mỡ trên bề mặt, các chất liệu từ vải, men, gốm, sứ, nhựa đến làn da của người sử dụng đều được bảo vệ, không bị hư hại bởi các chất ăn mòn. Trong đó, sản phẩm nước rửa bát còn có chiết xuất lô hội giúp da tay luôn mềm mại. Đặc biệt, cơ chế lên men vi sinh giúp các sản phẩm tẩy rửa của công ty cổ phần HP102 Việt Nam có lợi cho sức khỏe, giúp diệt khuẩn, khử mùi và nấm mốc. Đồng thời, lượng nước thải sau khi sử dụng sản phẩm chảy vào lòng cống chứa men vi sinh vẫn tiếp tục tác động lên các chất bẩn bám dọc trên lòng cống, giúp bóc tách các chất bẩn trên ống nước, hạn chế được nỗi lo tắc cống của các gia đình, đem lại môi trường sạch sẽ cho môi trường sống xung quanh. Lựa chọn lối sống ăn sạch, sống xanh không chỉ mang tới lợi ích cá nhân mà còn mang lại lợi ích cho cộng đồng xã hội. Để tiến tới xã hội xanh, sạch, đẹp, công ty cổ phần HP102 Việt Nam sẽ luôn luôn đồng hành cùng các nhà khoa học, đội ngũ chuyên môn để cho ra những sản phẩm tiêu dùng tốt nhất cho xã hội, cộng đồng và môi trường.